Đây, đầu tiên là các bạn phải tạo cái form đăng ký nha các bạn. Đây, cô sẽ new một cái file, new đây nhé, trong slide 6 này. New file là register ha. Các bạn tạo một cái div, nó rồi khỏi cần đi, tạo một cái form đơn giản ha. Trong form thì các bạn, cái này được gọi là form nè, mình học cái trong web mình biết rồi ha. Cái form này các bạn nên đặt tên cho nó là form register, là đặt cho nó một cái ID. Ở đây các bạn đặt cho cô các cái control, nếu mà làm giống ở trong cái này á, để cho đẹp á, thẳng hàng các bạn nên đặt một cái table ha. Các bạn thấy là cái này là bên trái, cái này bên phải nè. Để thẳng hàng thì các bạn nên đặt nó một table, nó cắn thẳng hàng này. Còn nếu các bạn có thể đặt là cái div thì các bạn phải cắn thẳng cái div đó. Ok. Hoặc là đặt cái label thì cắn thẳng cái label. Nó sẽ gồm hai phần. Một phần là label. Một phần là label. Một phần là control, label, control thì label này các bạn đặt cứng cái kích thước nó bao nhiêu đó thì control nó là phần còn lại. Nếu bạn nào mà thấy nó muốn dễ dàng á thì các bạn có thể đặt table cho nó. Ok. Ở đây các bạn có, ví dụ các bạn có td, cái này là, cái này là chữ họ đúng không? Họ nè. Ok. Ở đây các bạn để là input nè. Tải bằng text nè. Để name một ID. Txt họ. ID. Ok. Đấy. Các bạn có thể đặt kích thước của anh này, width và cái hay width của nó, bên trái bên phải của nó, chạy thử nhé. Đây họ, đây để các bạn có thể cho nó kích thước. Các bạn để cái thẻ td này đúng không, các bạn để là thẻ td, các bạn để là tr, xong rồi đến td, xong đến cái kích thước của cái td của cái đầu tiên đúng không, first chai nó bị lag, first chai đó, cái này là để quýt. Hình như là 30%. Cái phớt chai này sai. TR, TD. Phớt chai. Style. TR. TD. Phớt chai. 30%. Đó, ví dụ thế. Quit. Đấy, thấy không? Để 30% thấy không? Đó, nó tách ra. Ok. Các bạn mà để nhìn thấy nữa, các bạn sẽ thấy cái border của nó này. Border bằng 1 đi ha. Đó. Ok. Nếu width các bạn có thể để width 50%, align center đó, cân giữa 50%, ok chưa đó. Các bạn có thể bỏ cái border này đi đó, cắn thẳng hàng. Rồi, các bạn để 20%.
trong tùy mình ha. Đấy, thu nhỏ phòng to tùy mình. Ok, tiếp. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ thẳng hàng, tự động thẳng hàng mà các bạn không cần phải chỉnh nhiều. Này là tên. Text tên. Này tên. Đó. Họ tên. Chưa? Rồi. Đến gì? Ngày sinh. Ngày tháng năm. Ngày sinh là ngày tháng năm đúng không? Đấy. Ở đây các bạn có mấy cái input. Các bạn có thể để là number. Ok. Ngày. Được chưa? Cái này các bạn để là ngày. Copy anh này. Tháng năm. Chưa? Đấy, ngày tháng năm nó bị dư, nó nhảy xuống nè. Các bạn cho kích thước này nhỏ lại. Type bằng number nè. Input nè. Type nè. Bằng number nè. Đấy, cái CSS nha. Là width nè. 50 pixel nữa. Chưa? Đấy, thu nhỏ lại chưa? Ok. Đấy, các bạn có thể đặt class hoặc các bạn đặt CSS theo cái gì đấy ạ, thuộc tính nè, thẻ input nè, và thuộc tính là number nè. Thấy chưa? Còn ví dụ thuộc tính text nè, cũng là input nhưng mà thuộc tính là text nè. Như vậy thì width cũng bao nhiêu nè, ví dụ thế. Đây là text nè. Là bằng 250 chẳng hạn như thế. Đấy. Đấy, coi chưa? Đó, đặt vậy thôi. Rồi, các bạn có thể để giãn dòng ra. TR TR này. Hay nè. À, ví dụ như là 40 pixel nè. Đấy, nó có thể giãn dòng ra. Thấy chưa? Nhìn nó đỡ dày. Ok không? Đó. Ok. Rồi tiếp. Giới tính nè, nam nữ nè. Cái này cũng input luôn nè, nhưng mà nó là radio button. Radio name là radio name phải đặt giống, ID thì không giống nha, name phải giống. Đúng chưa? Giới tính nè. Radio nè, nam nè. Nam nè. Chưa? Nữ nè. Đấy. Đấy. Đấy, nam nữ nè. Chưa? Rồi, tới gì ạ? Số điện thoại. Các bạn đây là để là số điện thoại.
phút là theo ha. Thế là con này, theo này. Đó, chai của nó là theo này, số này. TXT này. Số điện thoại này. Ok. Đấy, vừa radio button thì các bạn bắt buộc phải đặt tên giống nhau nhé, đặt tên khác nhau nó không nhảy đâu. Ok. Rồi còn gì nữa, sở thích nào. Okay. Cái này thì nhiều lắm đúng không? Các bạn có input nào, checkbox này. Ok. Đây checkbox này. Các bạn đặt là cũng tên giống nhau, ID khác nhau. Đó, các bạn đặt tên ở là gì? Đọc sách này. Đúng không? Cái gì đó. Ok. Xem phim đá bóng gì đó, xem phim thể thao gì đó ha. Okay. Rồi nghe nhạc. Ok. Rồi nhờ bạn sở thích lập trình tùy mình. Ok. Thực ra hết chỗ thì nó xuống dòng, hoặc trong này các bạn làm có cái deep chia thành 3 cái, 4 cái tùy mình. Ok chưa? Nhá. Yeah. Cái này check nhiều, cái này chỉ check được một thôi. Đấy. Đó. Ok. Rồi. Bây giờ mình thêm gì nữa? Đăng ký đúng không? Cái nút đăng ký nữa. Cái nút đăng ký thì các bạn để đâu cũng được. Đây. Để có thể để căn giữa ha. Nhớ để cho cô là button nhá. Còn các bạn nếu mà để như này cũng được nè. Đăng ký cũng được. Ở đây thêm cho cô một cái là type bằng button. Nếu không nó sẽ ngầm đình là submit đó các bạn. Đó. Ok. Viết hai cách, cách nào cũng được nhá. Chưa? Rồi chạy. Đó. Ok. Rồi bây giờ vấn đề chỗ là mình sẽ làm gì? Mình bắt lỗi ha. Nếu các bạn muốn bắt lỗi xong mà bảo lỗi nó hiển thị ngay phía dưới này nè, thì các bạn để dưới này. À, để cô cái thẻ ở phía dưới anh này. Đây nè. Đây. Để cô cái thẻ đấy, thẻ span hoặc thẻ gì đó, BR xong cho thẻ span xuống dòng. Đó. Đây cho cô thẻ span đây. Trong thẻ span này. Ok.
Thì các bạn để cái thẻ span á, các bạn để cho cô là cái color red đi ha. Rồi trong thẻ span này các bạn mà muốn muốn biết mình sẽ ghi cái lỗi vào chỗ nào á, thì để cái ID chỗ đấy. Error họ này, error tên này. Cái này tên nhá. Đó. Cái này là ngày sinh nè. Ngày sinh nè. Cái này là giới tính nè. Cái này là số điện thoại nè. Sở thích nếu mà chưa chọn á. Đấy, nó không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới nha. Bây giờ nhấn đăng ký cái, hoặc là bấm vào đây cái gõ, chưa gõ mà đăng ký cái nó có lỗi ha. Rồi bây giờ bắt lỗi ha. Đây. À, mình viết một cái hàm, mình gọi là sự kiện on click ở đây cho cô. Function valid ra. Ok. Đây, function. Rồi, chỗ này sẽ bắt đầu bắt lỗi nè. Mình sẽ bắt lỗi rỗng đầu tiên ha các bạn. Đầu tiên là cái này rỗng. Có nhiều cách để lấy. Có một cách là mình lấy tên của form xong chấm tiết tên của anh này, chấm value. Lấy được nhá. Lấy được nha các bạn. Đây. Và họ sẽ gắn bằng add tên của form chấm txt họ chấm value. À, các bạn có thể alert nữa nha, alert anh này ra xem nó là gì nhé. Đó, đây mình lấy trực tiếp từ form xuống nhé. Form hay lắm nhé các bạn. Một cái trang này có thể có nhiều form, và các form đó nó được đánh dấu là như xem như là mảng á các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể truy xuất thông qua tên form. Đây, nó rộng đúng không? Trần này. Đấy chưa? Ok. Đấy, nó lấy được ha. Okay. Hoặc cách thứ hai là các bạn lấy theo ID. Lấy theo ID của từng cái đối tượng một. Lấy theo ID cũng được, cách nào cũng được. Ok. Được chưa? Đấy, mình đánh dấu mình lấy theo ID cũng được. Lấy theo cái này xong rồi theo tên cũng được, lấy theo ID cũng được, cách nào cũng được. Ok chưa? Rồi. Bây giờ mình kiểm tra nó thôi. Đây. Mình nếu cái này mà rỗng. If. Cô bỏ value đi ha. If. Họ chấm value. À, mà bằng rỗng. À, thì các bạn mới thông báo lỗi. Tắt cái này đi. Còn bảo lỗi nè. Cô lấy cái này, cô lấy ra lỗi nè. Thẻ span nè. Yeah, ID tên đúng không? Ok.
Document họ chứ chấm in text gắn bằng cái này là không được rỗng ha, họ không được rỗng. Đại họ không được rỗng. Hết lỗi. Hết lỗi mà chưa clear. Nên mình clear. Đấy, hết lỗi rồi thì phải clear nó nha. Hết lỗi rồi phải clear nó. Ở đây phải thêm câu lệnh return cho cô ha. Đây. Có nghĩa là gì? Nếu nó rỗng thì thông báo lỗi và return luôn. Thì return luôn thì nó mới không chạy câu lệnh dưới này. Hiểu không? Còn nếu không return nó chạy câu lệnh dưới này Còn nếu nó không rỗng thì nó không rơi vào đây. Thì nó chạy câu lệnh rỗng. Nó có chạy câu lệnh này thì nó sẽ xóa hết cái dòng bị lỗi. Đây, không rỗng nè. Lỗi chưa? Bây giờ thêm nhập vô nè. Hết lỗi nè. Được chưa? Ok. Đó là bắt lỗi rỗng. Thì tất cả mọi cái đều bắt lỗi giống nhau. Rồi. Rồi giả sử như bây giờ cô muốn bắt lỗi thứ nhất, bắt lỗi tiếp theo là lỗi email. Lỗi email thì bắt lỗi kiểu gì nhá? Các bạn học Java rồi đúng không? Có cái phần bắt lỗi validation bằng cái regular expression ở trong cái Java đúng không? Ở trong này nó cũng có tương tự nhá. Giả sử như bây giờ số điện thoại này, cô thêm một cái email vào nữa. Nhìn nhá. Đấy. Email đúng không? Cái này là cô để là email ha. Ok chưa? Rồi thêm cái email nữa. Nếu mà không nhập đúng email thì nó sẽ báo lỗi nha. Nó sẽ báo lỗi hiểu không? Nếu không có cái này, không có dấu outbox thì nó sẽ báo lỗi được chưa? Ok. Vậy bây giờ làm sao để nó báo lỗi đó các bạn? Các bạn phải bắt lỗi chỗ này nhé. Ở đây này. Nếu số điện thoại thì bắt lỗi gì nhỉ? 10 số đúng không? 10 số thì các bạn dùng cái gì để bắt lỗi đấy ạ? Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ lấy được cái số điện thoại trước. Và số điện thoại sẽ gắn bằng fprec.txt số điện thoại đúng không? Ok. Rồi mình bắt lỗi nè. If số điện thoại chấm value mà bằng bằng rỗng thì các bạn cũng bật ra thông báo lỗi đúng không? Này mình làm y chóc cái này được chưa? Thấy cái gì thôi mình chỉ thấy cái gì thấy cái này là error số điện thoại vậy thôi. Rồi chạy thử xem đúng không nhá. Rồi ok. Vậy là nó có sai cái gì? Số điện thoại chấm rỗng txt số điện thoại phải không nhỉ? Txt số điện thoại đúng rồi. Txt số điện thoại. Ok. Error số điện thoại. Vậy thì sai chỗ nào? Rồi. Ủa nó không bắt số điện thoại Ok. Error số điện thoại. Tell name ID
bắt nhấn F12 xem nó bảo lỗi gì nào. Úi giời. SD, STD hả? Notify, ok. Gõ nhầm. Gõ nhầm ở đây là SDT. Đây là SDT. Ok. Số điện thoại không được rỗng. Ok. Rồi. Okay. Rồi bắt số điện thoại đúng không? Hết lỗi. Bây giờ số điện thoại phải là số và nó khoảng 10 đến 11 số. Thì tôi sẽ tạo cái này các bạn nhìn nhé. Đây. Đầu tiên là cô sẽ tạo một cái mẫu và pattern ha cho số điện thoại, sẽ gắn bằng nè, sẹt sẹt này, chấm phẩy nè, đô la nè, mũ nè, đô la nè. Bạn nào có nhớ cái này không nhỉ? Ở đây là cô sẽ làm gì nhỉ? Cô sẽ để số, sẹt D là số nè. Và đây cô để là 10 hoặc 11 số. Nhập cái khác là lỗi. Cái này cô gọi là mẫu. Rồi bây giờ cô lấy mẫu button số điện thoại chấm test. Nếu như cô test cái số điện thoại này mà nó lỗi bằng phone, không đúng mẫu, thì bảo lỗi là số điện thoại không đúng định dạng nhé. Ok chưa, nhìn nhé. Này ok, bây giờ để A nè, nó bảo là số điện thoại không đúng định dạng nè. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nè. Không đúng định dạng luôn. 10, 11 số. Xẹt đi. 11. Đấy, thì kia. Test số điện thoại. Cái này. Mẫu. Test. Như cô để ngược. Test mẫu. Mẫu. Không được để rỗng nè. Ồ, đúng hả? Tào lao. Test mẫu. Pattern. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt mũ đô la, đúng rồi. Xẹt D, đúng rồi. Nếu khớp với mẫu khớp tên chứ. Số điện thoại cho cô xíu. Rồi A không đúng định dạng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó không đúng định dạng. Ấy, kỳ ta. Phone. Cái mẫu này có vấn đề hả? Sao có vấn đề được sẹt sẹt. Sẹt D là digit. Đúng không? 10 hoặc 11 số. Coi. Xẹt. Dấu này có bị sai không ta? Xẹt. Dấu này không bị sai, dấu này đúng rồi. Vậy đúng rồi. Vậy cô đang sai chỗ nào? Cái pattern nó sai chỗ nào? Vào pattern nhá.
regular is present in JavaScript. Lại vẫn w3school này, bà đào ghê. Xẹt xẹt đúng rồi, xẹt xẹt đúng rồi. Vấn đề là cái phần test cơ, cái hàm, đúng rồi, cái hàm test đúng rồi, test parameter regular test string chọn đây. Vậy là cô đang lỗi ở đâu ta? Số điện thoại cô, số điện thoại là bằng anh này đúng không? Nếu cái này mà test số điện thoại mà phone thì báo lỗi đúng không? Phủ định anh này báo lỗi đúng rồi. 10 đô la, 10 11 đúng. Ủa vậy sai chỗ nào? Đấy, a rộng 1 2 3 sai đúng không? 4 5 6 7 8 9 sai, 10 11. Ủa sao kỳ ta, 2, 4, 6, 8, 10, 11 số. À, phải đúng định dạng chứ. Ê, cái này dễ mà sao sai được cái này. Mũ, đô la, sẹt D đúng rồi. Error. Rồi. Kỳ ta. Alert anh này cái. Phone 1 2 vẫn phone. Nó bị cái gì ta? Xuất ra cái số điện thoại. Thấy chưa? Thấy sai lầm chưa? Bởi vậy cách bất lỗi mình phải là số điện thoại chấm value nha mấy đứa. Trời ơi trời, bởi vậy xuất ra số điện thoại cái là lỗi nghiêm nè. Ok rồi, chuẩn rồi đấy. Trời ơi, vì cái lỗi hy hữu dã man thiệt. Rồi không nói gì thì nó báo lỗi là số điện thoại không được rỗng nè. Bây giờ gõ cái này nó báo là không đúng định dạng nè, 1 2 3 4 5 6 cũng không đúng định dạng nè. Bây giờ 7 90 là đúng nè, lập tức hết lỗi nè chưa. Cái này gọi là regularization. Ok rồi, khi báo lỗi muốn đưa trỏ vào trong cái đối tượng thì mình để cái dùng cái hàm method là focus nha. Chấm focus nha. Tương tự các bạn để số điện thoại chấm focus nha. Ở đây cũng vậy nhé. Cái báo lỗi cái nó focus vào luôn nè. Được chưa? Báo lỗi cái nó focus vào luôn nè. Ok.
Rồi bắt email thì sao? Bắt lỗi email nhá. Tương tự như vậy nhé các bạn. Các bạn đặt ở một cái mẫu. Nhưng mà quan điểm của cô á, các bạn nên tách nó ra. Bây giờ viết bắt lỗi email, cô viết thêm một cái bắt lỗi email nữa nha, xong cô tách cho các bạn luôn nhé. Cũng tương tự số điện thoại nè, các bạn cũng tạo một cái mẫu. Ba tên của email ha. Thì thực ra cái mẫu nó như thế nào á thì nó tùy theo cái quy định cái mẫu của mình. Cái này học trong Java nói rồi. Tức là mình đặt cái mẫu nó như nào. Đây là một quy ước thôi. Quy ước thôi. 10 đến 11 số thôi. Mỗi người có thể mở ra một cái quy ước khác nhau. Ví dụ cô đặt cái email của cô nó phải thỏa mãn ví dụ như là tt amoc ví dụ như fpt edu.vn chẳng hạn, tt amoc gmail.com chẳng hạn. Đấy, ở đây mình sẽ xây dựng cái mẫu tương tự như vậy. Các bạn đừng có copy ở trên mạng xuống, các bạn copy ở trên mạng xuống là không có giống ý của mình, với các bạn không hiểu để sửa đâu. Bây giờ nè, thứ nhất là các bạn đặt cho nó một cái đằng trước, cái mẫu đằng trước chữ hương cái tên này chẳng hạn, đúng không? À thì chỗ này bạn sẽ phải làm gì ạ? À, nó là chữ nè. Đầu tiên là các bạn phải có mũ và đô la trước. Mũ là gì? Mũ là bắt đầu, đô la là kết thúc, hiểu không ạ? Tức là nó xóa khớp ở khúc đầu và nó xóa khớp ở khúc cuối. Ok. À, và cô phải xóa khớp. Đầu tiên nó phải luôn có cái dấu amoc trước nè. Đây. Bây đằng trước cái amoc là cái gì? Đằng trước dấu amoc là nó là chữ. Thì xẹt W là chữ nè. Và nó bao nhiêu ký tự, tối thiểu là 3 ký tự và sau đó bao nhiêu ký tự cũng được chẳng hạn. Đó. Sau dấu amoc này. À, nó cũng là gì ạ? Sau dấu amoc thì nó cũng là xẹp W này. Được chưa? Và tối thiểu là 2 ký tự này. Và bao nhiêu ký tự cũng được, ví dụ như vậy. Sau đó là cái cùng .com.vn, .edu.vn này có tạo một cái group này. Mốc tròn là đại diện cho group này. Đó, xẹt chấm nè. Dấu chấm nè. Sau đó là xẹt A tới Z nè. A tới Z nè. A hoa tới Z hoa nè. Cái này nó có thể 2 hoặc 3 lần nè. Và cùng này nè. Cùng này là có thể 1 hoặc 2 lần nè. Cái cùng này nè, có thể một lần nè, có thể hai lần nè. Ok, vậy là cô đã đặt xong một quy tắc nè cho email. Ok, và nhiệm vụ các bạn là bắt lỗi email nó là được. Bắt tên email nè. So sánh với cái email thì các bạn email các bạn là gì? Address chấm txt email. Ok, thấy này bằng email thôi. Ok, error email, error email, cái này là email không đúng định dạng. Chạy thử nhé. Lỗi nè, email không đúng định dạng, lỗi nè, rồi hết lỗi nè. Ok chưa? Đó, đó là cách bắt lỗi ha. Bây giờ cô sẽ chỉ các bạn là cái lỗi như này thì nó dài quá,
cô chỉ các bạn cách các bạn có thể tạo ra một thư viện riêng, bắt lỗi riêng dành cho từng cái một, bắt lỗi rỗng riêng, bắt lỗi các thứ riêng, có thể viết, các bạn có thể mô đun hóa nó ra. Ví dụ như họ, cái họ bắt để riêng ra, cái tên để riêng ra. Và cô tách nha, đầu tiên là cô tách, trước là cô tách email trước ha. Email cô tách nè. Function. Đúng không? Có phải là email không? Cô để là is email. Thực ra là khi mà có từ is email trước á, có nghĩa là is có nghĩa là có hay không, nó luôn luôn trả về là true hoặc false, hiểu không? Return true hoặc return false. Bây giờ cô copy cả cái nhóm này vô trong. Đây. Đây nhá. À. Nếu mà cái này mà không đúng thì cô sẽ return false. Đây nhá. Cái này là không đúng, báo lỗi và return false. Còn nếu không báo lỗi thì cô sẽ return true. Là xong. Ở đây cô bắt lỗi nè. Cô sẽ xuất hiện một cái dòng thông báo là ở đây cô để là alert là đăng ký thành công ha. Khi không có gì cả, không tức là nó không bị lỗi gì cả thì nó sẽ xuất ra hiện đăng thành ký một cái đăng ký thành công. Hoàn nhìn nhá. Ok. Nếu không có lỗi nó sẽ bật ra là đăng ký thành công. Ok chưa? Nhưng mà khi có lỗi cái thì chữ đăng ký thành công này nó không xảy ra. Vậy thì bây giờ cô hỏi hàm chưa gọi hàm email nhá. Giờ cô gọi hàm email vào nè. Đây cô sẽ để là if is email. Nếu email này gọi cái hàm email này mà trả về phone thì cô chỉ cần return nó thôi. Không làm gì cả, return luôn. Đây, các bạn chạy nhìn nhé. Đây, gọi hàm nè. Lỗi nè. Hết lỗi đúng không? Hết lỗi nè. Nó bảo lỗi email nè. Nó đang lỗi thì nó sẽ không chạy được cái chữ, không chạy được cái chữ đăng ký thành công. Rồi bây giờ hết lỗi nhé. Đăng ký thành công. Chưa? Ok. Đồng ý không? Đó. Vậy là cô sẽ tách cái hàm is email ra ngoài và cô gọi vào đây. Là xong, nếu nó lỗi thì return, không lỗi thì thôi. Không mà rơi cái này mà trả về true thì nó sẽ không rơi vào return, thì đương nhiên nó sẽ bật ra cái này. Ok. Đấy, tương tự như vậy các bạn có thể tách ra cái hàm số điện thoại ra ngoài. Đây, is phone. Okay. Tách cái hàm số điện thoại ra ngoài. Function is phone number chẳng hạn. Ok. Đấy. Chưa email chấm than à, return hả? Okay. Rồi cô cắt cái anh này nhé, cắt anh này nè. Đấy, cô để vào đây function is phone đều đấy. Và đấy các bạn gì đã, nếu anh này hoặc anh này hoặc thôi phủ định nè, is phone một trong hai anh mà fail là không được rồi, nó phải cả hai anh đều không được fail. Ok, chạy nhé. Đấy, nó bảo ngay
số điện thoại đúng không? Ồ. Khoan. À. Ok. Sorry. Nó vẫn lỗi nè, F12 cái này lỗi. Ủa sao nó không gọi cái ấy ta? Nếu đúng thì nó phải gọi cái anh này chứ, từ từ. Đăng ký nè. Đúng nè. Ủa vậy tại sao nó không gọi cái anh này ta? Rồi bây giờ cô tách ra. Nó gọi tuần tự đi từng cái một ha. Một trong hai anh không được. Ok, xóa anh này đi thôi. Xóa anh này đi thôi. Từng cái một. Nó gọi tuần tự mà. Ok, chạy nhá. Rồi. Ok. Đấy. Ủa. Anh này email của cô thật sao? Email. À. Sorry. Cái này là return gì ạ? Return false. Sorry. Đây, return false. Còn cái này các bạn return true cho cô nhé. Đây, lại ha. Đây. Ok. Đấy, ok chưa? Hết lỗi. Ok. Đấy. Rồi. Vậy là các bạn có thể tách. Và các bạn hỏi tại sao tách? Tách để các bạn làm nhiều thứ. Cô lấy ví dụ nhé. Cô không đợi submit. Cô không đợi submit để cô bắt lỗi. Hiểu không? Cô không đợi đến submit mới bắt lỗi. Mà cô khi cô gõ nó có thể bắt lỗi được rồi. Cô có thể gắn một sự kiện on key press. Ví dụ phone nhá. Đây. Tôi có thể dùng hàm để gắn một sự kiện on key press. Phone. Đây. Cô gọi đến on key press. On key up. Cô gọi đến sự kiện is the phone. À, đây các bạn để ý nhá. Đây. Nếu ok bắt lỗi nè, cô bắt đầu gõ nè, nó đổi nè, cái này là số điện thoại không được rỗng nè, không nè, nó bắt đầu nó bảo lỗi khác nè, 1 2 3 2. Đấy, nó bảo lỗi khác nè, gõ đúng là hết lỗi nè, gõ đúng hết lỗi nè, gõ sai nó bảo lỗi nè. Tức là khi cô muốn tái sử dụng cái hàm này ở chỗ khác thì cô hoàn toàn có thể sử dụng được một cách thoải mái. Đó là lợi ích của các bạn tách hàm. Các bạn không để chung vào một cái hàm. Để chung vào một cái thứ nhất là nó rất là rối ha các bạn. Nó rất là nhiều, nó rối lắm. Các bạn viết ít không sao, các bạn viết nhiều nó rất rối. Cho nên các bạn tách ra. Xử lý phone riêng. Xử lý email riêng. Đấy, các bạn liên quan đến email có thể viết thêm một email. Liên quan đến phone thì viết thêm một phone để tránh trường hợp là nó sẽ bị nhiều quá, nó rối. Hai, nó không thể gọi được nhiều lần. Ở đây cô thể gọi cái hàm phone ở đây một lần hoặc cô thể gọi hàm phone ở vị trí này. Ok, đó đó là demo về validation form đấy, cô hướng dẫn đến đó thôi nhé. Đấy. Để các bạn sẽ bổ sung thêm. Ok. À, có một cái nữa liên quan đến cái checkbox. À, chỗ này chưa nói xong. Liên quan đến cái checkbox và radio. Radio thì các bạn bắt là chưa check thì các bạn bắt lỗi. Thì bây giờ làm sao để chưa check? À, các bạn lưu ý là nó đặt chung tên nhé. Khi các bạn lấy á, lấy theo tên hoặc là lấy theo select all á, thì các bạn biết được là nó check hay chưa. Đúng không ạ? Nó check hay chưa, một trong những cái này mà chưa check, tất cả này chưa check thì là nó lỗi. Để hai này cũng vậy thôi. Rồi.
đừng có làm từng cái một, nếu mà làm từng cái một thì cũng không có gì hay. Các bạn có thể lấy nó về, lấy nó theo cái nêm đây nè, nêm đặt giống nhau nè, lấy nó về theo cái nêm, hay là query, query selector các bạn, đúng không? À các bạn bắt lỗi nhé, cô ghi trong này luôn là các bạn tách sau nè, gender đúng không? Và radio gen giới tính ha, sẽ gắn bằng là document chấm query selector cũng được, selector all nè. Ok các bạn lấy theo cái gì? Các bạn lấy theo cái gì? Cái này selector của mình là gì? Input à? Time radio à? Cũng được hả? À, mà thôi, lấy input time radio cũng được, nó giống cái này nè. À, nhưng mà thôi, mình có cái name rồi. Mình có cái name này, đúng không? À, mình lấy theo cái name. Vậy thì query nó sẽ là get element by by name ha, là nó là gì ta, radio giới tính đúng không? Đó thì nếu cái này mà là nó là mảng mà nó trả về mảng nhá, nếu anh này mà không có cái nào select cả, ok không? Nếu này không có nên select cả thì các bạn có thể là gì đấy ạ? For đúng không? Y tới cái radio giới tính chấm len, nghe dài dòng quá ha. Đấy. Radio giới tính len này. Y mà chấm mà cái này nếu mà có cách nào hay hơn không ta, chấm check it đúng không, check it nếu cái này mà bằng bằng phone, nếu mà bằng true, bằng true thì return đúng không? Có cách nào nhanh hơn không ta? Có cách nào nhanh hơn cái phone này không? À, có trong slide nó có gợi ý gì hay hơn không? Coi này nó có gợi ý gì hay hơn không? À, đặt cùng tên nó cũng for à? Đúng không? Bây giờ không không cô không thích dùng cái nó rối rối này quá. Ok. Thôi kệ đi. Đó. Vậy là mình cái gì? Vậy là nếu cái này mà check kịch mà bằng nếu anh này mà chưa check là check kịch mà bằng phone. Cả hai cái phải bằng phone cơ. Đúng không? Nếu mà một cái bằng true thì break ra ngoài luôn. Đúng không? Nếu một cái bằng true. À, chỉ cần một trong hai cái mà bằng true. If một trong hai cái bằng true thì break ra luôn. Ok. À. Nếu nếu mà let hả? Vậy mình để va đi. Va đi. Nếu y này nè. Để let ở ngoài y này không nhận được nhá, phải va mới nhận được. Y mà bằng bằng với radio giới tính chấm len, nó chạy hết một vòng, nó bằng anh này thì có nghĩa là chưa check, thông báo lỗi đúng không? Thông báo lỗi. À, giới tính không được để rỗng. Ok.
Error giới tính. Giới tính. Không được rỗng, đúng không? Đấy, ba giới tính. Focus phải focus vào ảnh đầu. Đây là cái ID của nó mà focus nha. Rồi chạy thử nào. Đây. Đấy, giới tính để rỗng. Hết lỗi, ok chưa? À, đấy. Error giới tính. Ok. Chưa? Đấy, bấm cái này mà hết lỗi thì nó xóa, ok chưa? Đấy. Thì các bạn lưu ý là cái chỗ này nè là mình phải chạy à, mình nó giống nhau nhưng vùng lặp. Rồi anh dưới này tương tự. Cái này tương tự cũng lấy theo name. Cũng tương tự cũng dùng vùng lặp để check. Chưa check gì bắt check, ví dụ thế nhá. Hết nha. Ok chưa? Đấy. Stop nha.